tị sa rực đặc cái hạt năng lịch thị tăng pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A à, ma phàn tê, dạ xin vâng. Bà na thi bà ta vừa là mà đi thì có cái thứ gì mà dạ ông bị con xin với những điều học là quy tránh xa sự sát sanh a đinh na đa na vừa là mà đi thì có cái thứ gì mà dạ ông bị con xin với những điều học là quy tránh xa sự trộm cắp cà mê su mi cha cha ra vừa là mà đi thì có cái thứ gì mà dạ ông bị con xin với những điều học là quy tránh xa sự tà hạnh mục xa qua đa vừa là mà đi thì có cái thứ gì mà dạ ông bị con xin với những điều học là quy tránh xa sự nói dối sura me rayama chapama đất hà nam vừa là mà đi thì có cái thứ gì mà dạ ông bị con xin với những điều học là quy chánh xa sự dễ uống rượu và các chất say. Panatipata veramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cúi chánh xa sự sát sanh. Adinadana veramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cúi chánh xa sự trộm cắp. Kame sumicha chara veramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cúi chánh xa sự tà dâm. Musawada veramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cúi chánh xa sự nói dối. Surame rayama Chapamathana veramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cúi chánh xa sự dữ dữ uống rượu và các chất say. Imani pancasika padani sadukang katuang apamadena nicakalang samarakitabang. Chư Phật tử sau khi thọ trì tâm quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi phải ra nguyên giữ hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. A à, ma phàn tê, dạ xin vâng. Lê na su ca tinh yon ti si lê na phu ca sam ba da in si lê na ni phu tinh yon ti ta sa ma in si lăng quỷ xuống thác diêm các chúng sanh đi sinh về cõi trời cũng nhờ giữ giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng nhờ giữ giới được giải thoát nhập niết bàn, cũng nhờ giữ giới bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, được sa thu sa thu lành thay. Dạ, con xin sám hối trước tam bảo. Uttamang ghe na won de hang pa da pang sung varutamang bute yo khalito do so buto khamatutang mamang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na wan de hang tham man cha du vi thang wa rang tham me yo khalito do so tham mo khamatu tang ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hàng bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe wan de hang sang khang cha du vi tho tam mang sang khe yo khali to do so sang po kham
ma tu tang ma mang. Con đem hết lòng kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Nhà chúng con kính cùng thỉnh sư chúc phúc đến đạo tràng. Sotalato sutto runo vottasa tane arogo sutto isa sapitnya tipisa talatam. Sukita runa vottasa tane aroga sukita ho isa sapitnya tipite talatha sukita runa vottasa tane aroga sukita ho tasa sapem. Hị nhà tị phiên cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín hòa bình hoàng được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sitiya chanagatha xin thamatusit thamatu sinh thamatu idam pha lăng e tasmin ratanat tasmin sambhasa dana chem ta so. Cầu xin cho quả của tâm tinh thần tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thay, nhà con xin hồi công đức. Yang kin chi ku sa la kam mang ka ta pang ki ri yang ma ma ka ye na wa cha ma na sa ti da se su ga tang ka tang ye sa ta sa ni no a ti ye cha sa ta a sa ni no ka tang pu nya pa lang mai hang sa pe fa ri fa wan tu te ye tang ka tang su vi di tang din nang punya palang maya ye cha ta thana cha nan ti dewa gan tua ni ve da yung sa pe lo kam ye sa ta chi wan ta ha ra he tu ka manun yang fo cha nang sa pe la phan tu ma ma che ta sa ti. Bất cứ thiện nghiệp nào là hành động đáng được làm với thân, khẩu, ý của tôi đều tác thành đến cõi trời đạo lợi. Có chúng sanh hữu tưởng nào, có chúng sanh vô tưởng nào. Tất cả các vị là người chia phần phước quả mà tôi đã làm. Chúng sanh nào đã khéo hay biết những công đức do tôi hồi hướng, xin hãy tùy hỷ. Chúng sanh ở nơi nào không hay biết, xin chư thiên sau khi đi hãy báo truyền cho họ rõ. Tất cả chúng sanh nào sống trên thế gian do nhân vật thực, xin hãy tỏ thích nhận phần phước vật thực do tôi hồi hướng với tâm hỷ. Y đàn nô nhà ti năng hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta yô. Y đàn quá tâm mê buôn nhàng à sa hoa kha yô hoa hằng hồ tu. Do sự phước báo mà chúng con làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Sabbe Pumayadisa Yasata Avera Sukhi Hon Tu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe Purathima Ya Anudisa Ya Sata Avera Sukhi Hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe Dakhina Ya Disa Ya Sata Avera Sukhi Hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe Dakhina Ya Anudisa Ya Sata Avera Sukhi Hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe Pachima Ya Disa Ya Sata Avera Sukhi Hontu.
Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Tây đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe Pacimaya Anudisaya Sata Avera Sukhi Hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Tây Bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe Uttaraya Disaya Sata Avera Sukhi Hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe Uttaraya Anudisaya Sata Avera Sukhi Hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh hướng Đông Bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe Uparimaya Disaya Sata Avera Sukhi Hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng trên đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe Hetimaya Disaya Sata Avera Sukhi Hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng dưới đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe Sata Avera Hontu Sukhita Hontu Nidukha Hontu Abhyapaccha Hontu Nikha Hontu Dikha Yuka Hontu Aroga Hontu Sampati Samichantu Sukhi Atanang Pariharantu Dukha Pata Janidukha Phaya Pata Janifaya Soka Pata Ta chani soka hôn tu sabbe vipanino. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy chứng minh cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nam Mô Bụt Thầy, còn là xong phần lễ bái tam bảo sáng nay. Với những phước lành tạo được do sự lễ bái tam bảo, và xin thọ trì quy giới, con xin hồi hướng phần phước này đến với chư thiên ngụ quan ngôi nhà của chúng con. Và xin chia phần phước này đến với đạo tràng, đồng đều nhau cả thảy. Bây giờ là 4 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam. Vẫn còn 3 phút nữa mới đến giờ sinh hoạt của đạo tràng. Con kính lễ chư tăng quý cô tu nữ có mặt trong room. Con kính chào quý vị đạo hữu hiện diện room. Kính chào cô Meta, Huynh Giang Nhật Hà, cô Thanh Thủy Trần, cô Thi Giang Lạc, cô Kim, Xích Thanh Kiểm, cô Huyền Mộng. Em không biết sư có mặt trước máy hay chưa. Nếu sư rảnh tay có mặt trước máy thì cho con bàn tay tín hiệu, con kính nhường mic lại cho sư. Dạ sư thú, con kính nhường mic cho sư. Sa thú Huỳnh Chánh Ngộ. Huỳnh Chánh Ngộ rất là nghiêm túc ha. Một tuần đến ngày thứ bảy làm xong bốn phần của mình ha. Không có vắng mặt một ngày nào trong cái ngày thứ bảy. Rất là gương mẫu ha. Sa thú Huỳnh Chánh Ngộ. Kính lễ đại đức Phước Thành, kính chào cô tu nữ Như Pháp, kính chào huynh Giang Nhật Hà, kính chào sư Quyến Mộng, sư Mê Ta, sư An Lạc, sư Thanh Thủy, sư Kim và sư Hạnh Kiểm. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 168. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức tam bảo. Bụt thù ma hề xì á rằng ta thà gá tù lù phú tham mô sắp phá gá rù hít chệt sắp phù lù cá sá sá thà chá na đầm mắt vụ quý đồ hoành đà mắt hành tầng ná ra phù chá này giác gần.
Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói căng, tôi thượng giáo chủ, trí năng vô lượng. Tứ đế, Ngài đã tinh tường, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đảnh cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bá đi bồ ya ta sa sa thu nô lô ca nô mình thả sa vi na ca rô phù sáp bà nhu bút thấp bá tí phù tí sành nhá tù văn đà má hành thần ná ra phù. Cha này giá cần tháp bảo vi như ánh vàng, như là sôi sáng vẹt mạng vô minh, phá tan làm lạc dụng sinh, đại diện Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ Phật quang, đảnh cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô quý số thô chú vết ta xa xà quốc cô thích khà chú cà mù quốc cái thầm bá thích khà cô niên đà bá sân xà đi hà nà đá rù quá rù hoành đà má hành tăng đá ra phù. Cha này giác cần tăng bảo thinh văn Phật đà tâm học mong rõ nếu mà thoát thân các ngài thanh tịnh ly trần xa liệt hiệu pháp và nhân ai bị. Con xin đảnh lễ tăng hy, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ra tình á thế gia tê chê, nó sẽ khà mê ê, tú quá tha nâng tác xa phí à nú khoa quê, nó sẽ hát xa dê. Nó sẽ chặt tú, cầu xin tam bảo uy linh, cho con tấn hóa thông minh học hành. Mong nhờ Đức Phật uy danh, hộ cho con học, đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thà Dạ. Còn thắng dường ân đức Nam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Quý vị thấy rõ bài học ha. Rồi âm thanh quý vị nghe cũng vừa phải ha. Có gì thì quý vị cho biết tín hiệu ha. Rồi câu đầu tiên. Nhà xà thú sĩ kiềm sĩ mê ta ô tích thề nắp ba mạch chày giá ô tích thề nắp ba mạch chày giá ô tích thề nắp ba mạch chày giá. À, câu này thì quý vị thấy sáu trường âm hai đoạn âm ha. À, quý vị thấy sáu trường âm hai đoạn âm. Rồi câu số hai. Thầm mần su cha ri tăng cha rề. Thầm mần su cha ri tăng cha rề. Thầm mần su cha ri tăng cha rề. Bây giờ ôn lại hai câu này. Út tích thề nắp ba mắt chạy gia thầm mần su cha ri tăng cha rê. Út tích thề nắp ba mắt chạy gia thầm mần su cha ri tăng cha rê. Út thề nắp ba mắt chạy giá thầm mần su cha ri tăng cha rê. Rồi đó là dòng kinh ha. Rồi bây giờ qua dòng kệ nè. Út tí thê nắp ba mạch chạy giá thầm mần su cha ri tăng cha rê. Út tí thê nắp ba ma chay ya tham man su cha ri tăng cha rê. Út tí thê nắp ba ma chay ya tham man su cha ri tăng cha rê. Rồi bây giờ qua câu 3 câu 4 ha. Thầm ma cha ri su khăn xê tí. Thầm ma cha ri su khăn xê tí. Thầm ma cha ri su khăn xê tí. Và câu 4.
Asmin loke baram hi cha. Asmin loke baram hi cha. Asmin loke baram hi cha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ôn lại câu 3, câu 4 nhưng mà đưa vào học thêm để cho Sister Man thấy. Thammachari sukhaṃ seti asmin loke param hi cha. Thammachari sukhaṃ seti asmin loke param hi cha. Thammachari sukhaṃ seti asmin loke param hi cha. Rồi bây giờ qua dòng kể như thế nào. Thammachari sukhaṃ seti asmin loke param hi cha. Thammachari sukhaṃ seti asmin loke param hi cha. Thammachari sukhaṃ seti asmin loke param hi cha. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại ha, nguyên bài. Uttithe nappamacchaya thammaṃ sucharitaṃ care thammacchari sukhaṃ seti asmin loke param hi cha. Uttithe nappamacchaya Bhammacchaya thammaṃ sucharitaṃ care thammacchari sukhaṃ seti asmin loke param hi cha. Uttithena Bhammacchaya thammaṃ sucharitaṃ care thammacchari sukhaṃ seti asmin loke param hi cha. Đó là cách đọc thứ nhất. Cách đọc thứ hai nó khỏe hơn ha, khỏi bị đứt hơi. Uttithe nappamacchaya thammaṃ sucharitaṃ care thammacchari sukhaṃ seti asmin loke param hi cha. Uttithe thế nắp ba mắt chạy giá thầm mừng sư cha ri tầng cha rè thầm ma cha ri sư khăn sê ti as min lô kê ba râm hi cha. Thêm lần nữa ha. U tích thế nắp ba mắt chạy giá thầm mừng sư cha ri tầng cha rè Thammachari sukhaṃ seti asmin loke param hi cha. Như vậy thì quý vị thấy chúng ta dừng lại cuối câu số 2. Và khi dừng lại cuối câu số 2, quý vị cố gắng kéo dài chữ re. À, kéo dài chữ re. À, tham ma su cha ri tăng à, tham măng su cha ri tăng cha re, kéo dài chữ re này ha. Chứ đừng tới cái trường âm này cái quý vị coi như nghĩ cái đọc đọc ngắn quá thì nó không phải là trường âm. Và trường âm thì chúng ta phải kéo dài ha. Rồi như vậy thì cách đọc thứ hai quý vị thấy thoải mái hơn, có nghĩa là chúng ta đọc một lần hai câu ha. Còn vị nào mà hơi dài á, thì đọc một hơi bài. Rồi bài học Siết Nhung Phạm thấy chưa, đi học kể à, giọng kinh đã qua rồi, bây giờ tới giọng kể. Giọng kể thì quý vị cũng đọc lần hai câu ha.
tích thế nắp ba mắt chay gia thầm măng su cha ri tâm cha rê thầm ma cha ri su khăn xê tí ngật mi lô kê ba râm hi cha un tinh thế nắp ba ma chay ya tham mang su cha ri tăng cha re tham ma cha ri su khang se ti at min lu ca xin lỗi vì mới đưa cái PM qua là nó choáng mất không thấy bài học cổ đế khi đang đọc đường đừng có tới chat gì hết, đừng có gửi tin nhắn, gửi tin nhắn mất đi không thấy cái chữ đọc, xin lỗi nha. Đọc lại. Uttithe nap ba macchaya tham mang su cha ri tăng cha re tham ma cha ri su khang se ti ngat mi lo ke ba ram hi cha nỗ lực chớ phong dật hãy sống theo chánh hạnh người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau. Tại sao mà chúng tôi mới có cái câu nói vừa rồi, tức là có một người chát lên nói rằng không thấy chứ không ai vô học à, mỗi người có một hoàn cảnh riêng ha à, thì quý vị thông cảm, ai học được cứ học à, còn mình cảm thấy thoải mái thì cứ học và cảm thấy rằng ô hô trong này học có bị sửa lưng, có bị la, bị cằn nhằn, bị cam ràm rồi mãn, cái chuyện đó bình thường à, muốn ở đây là muốn học học cũng muốn học và nghỉ không sao hết á. Rồi bây giờ mời Sik Mita. Ủa hôm nay Sik Mita có quý cam nữa ha. Rồi Sik Kim. Rồi bây giờ Sik Mita trước ha. Rồi Sik Kim sao ha. Dạ Nam Mô Bụt Tha, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Kha, dạ. Con thấy cái nít Phật giáo Nam Truyền bị che con đó chứ con đâu có quét cam đâu sư. Dạ bây giờ màn hình của con tối thui rồi con không có thấy được gì trơn. Dạ con không thấy bài rõ nữa. Dạ, cái nít của Phật giáo Nam Truyền che của con đó sư ơi. Dạ, không biết sư có nghe không? Dạ, quý vị có nghe được âm thanh của mấy ta không? Giờ bài nó bị che mất tiêu rồi. Dạ, cô Kim cho biết nghe rõ. Quỳnh Chính Ngậu, Sitterman cho biết nghe rõ. Thôi con phải kéo xuống để con đọc. Dạ, nó còn có chút xíu à. Dạ. Trước hết, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Phước Thạnh, cùng chư Tôn Đức, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu Pháp Cú 168. Út thề nắp ba mắt chày giá thầm mang số cha ri tăng cha rê thầm ma cha ri su khăn xê tí át minh lô kê ba rầm hi cha. Dạ con xin phân tích. Út tích là hai trường âm nhấn, thề trường âm thông thường, nắp trường âm nhấn, ba đoạn âm, mắt chày hai trường âm nhấn, giá đoạn âm, thâm trường âm nhấn, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, số chá rí là ba đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá đoạn âm, rê trường âm thông thường, út tích thê nắp ba mắt
chay ya tham mang su cha ri tăng cha rê tham mắc. Con xin phân tích tiếp câu 3 và câu 4. Thăm trường âm nhấn, má đoạn âm cha ri hai trường âm thông thường, số đoạn âm khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Trường âm thông thường, tí đoạn âm ác, trường âm nhấn minh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lô kê hai trường âm thông thường, bá đoạn âm râm trường âm nhấn, hí chá hai đoạn âm. Thăm má cha ri su khăn xê tí ác minh lô kê bá râm hí chá. Và con xin đọc lại từ đầu. Út tích thề nắp ba mắt chày gia thầm mang su cha ri tăng cha rê. Thầm mắt cha ri su khăn xê tí ác minh lô kê bá râm hí chá. Út tích thề nắp ba mắt chày gia thầm mang su cha ri tăng cha rê. Thầm mắt cha ri su khăn xê tí ác minh lô kê bá râm hi cha. Nỗ lực chớ phóng dật, hãy sống theo chánh hạnh. Người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Út tích thế nắp ba mắt chay ya thầm mang su cha ri tăng cha rê thăm ma cha ri su khang xê ti ác minh lô kê ba râm hi cha. Dạ con đã đọc xong, kệ xong, có chỗ nào sai sót thì xin ngài Tỷ Đức cùng với quý vị trong đàn chỉnh sửa. Dạ con mời người tiếp tục. Dạ chắc là cô Kim. Hello, con xin kính chào sư Chí Đức, sư Phước Thạnh, các sư, các cô tu nữ và quý Phật tử. Cô Metta, cô bấm chỗ cái camera đó, cái hình của cô hiện trên cái tên của cô Metta 20 đó, cô bấm vô trong cái chỗ cô bấm nó đi, cô ấy là tự cô bấm, cô đổi thừa cho sư, sư đâu còn ở trong đạo tràng đâu, sư ở không còn ở trong cái room, sư đi ra rồi. Cái tên của cô Phật giáo Nam Truyền là cái đầu, là cái phao tóc này, còn cái hình của cô là hình của cô. Cô bấm cái camera đó, cái hình ở camera đó, rốt cô bấm cái mic đó thì có thể là cô hít nhầm cái camera đó, thành ra hình của cô hiện lên đó. Cô bấm lại đi. Còn thôi là dễ nhất là cô đi ra, cô đi vô lại là xong, nó dễ nhất đó. Trời ơi. À, cảm ơn quý vị đã cho biết nghe âm thanh rõ. Cô làm mà cô đổi thừa cho sư. Lúc nãy tôi thấy mà tôi không dám lóc cô. Lóc cô thì cô không đọc được á, hình ra tôi không dám lóc. Tôi đợi cô trả bài xong tôi nói cho cô nghe. Thì nghe đọc. Hồi nãy tôi đâu có trong room đâu, tôi mới vô lại đó. Dạ, con xin cảm ơn quý vị đã cho tín hiệu nghe rõ. Rồi con xin trả bài Kinh Pháp Cú số 168. Út tích thề nát ma mắt chày giá thầm măng su cha vi trần cha rề thầm ma cha rì su khăn xề thi á niệm lô kề tha rầm hi cha. Út tích thề nát ma mắt chày giá thầm măng su cha vi trần cha rề thầm ma cha rì su khăn xề thi á niệm lô kề tha rầm hi cha. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Út tích hai chữ ngâm nhắn, thề chữ ngâm thông thường, nắp chữ ngâm nhắn, bá đoạn âm, mắt chay hai chữ ngâm nhắn, giá đoạn âm. Câu số 2, thăm chữ ngâm nhắn, măng
Trường Âm đọc theo giọng nguyên âm. Xú chá tăng, Trường Âm đọc theo giọng nguyên âm. À, chá đoạn âm, rê, Trường Âm thông thường. À, đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Úc tích thề nắp phá mắt chày giáp thầm măng su chân trần cha về thầm ma chà về su khăn xề ký ác niệm lộ kề thao rầm hi chá. À, phân tích câu số 3. Thầm Trường Âm nhắn, má đoạn âm, cha ri hai Trường Âm thông thường, xú đoạn âm, khăn Trường Âm đọc theo giọng nguyên âm, xê Trường Âm thông thường, tí đoạn âm. Câu cuối cùng, áp Trường Âm nhắn, minh Trường Âm đọc theo giọng nguyên âm, lô kê hai Trường Âm thông thường, bá đoạn âm, rầm Trường Âm nhắn, hí chá hai đoạn âm. Đọc lại câu 3, câu 4, rồi đọc lại nguyên bài, rồi ca kệ. Thăm mát cha ghi xu khăn xê tí ác nhìn bồ kề phao gầm Úc thích tề nắp phá mắt chè gia thầm bằng xu cha đi trần cha về thăm mát cha ghi xu khăn xê tí ác nhìn lộ kề phao gầm xí cha. Đọc cách thứ hai mà sư muốn chữ rê ở câu số 2 nó dài ra. Úc Úc tích thề nắp phá mắt chày giá thầm nằng sư cha đi trần cha rê thầm ma cha vì sư khẳng xề tí ác nhìn lô kề phá rầm hí cha. Ông thịt tê nắp pha mắt chày giá thầm nằng sư cha vi tăng cha rê thăm ma cha vi su khăn xê tí ác nhìn lỗ kề pha râm hí cha. Ục thịt thê nắp ba mắt chay và thăm măng su cha vi tăng cha về thăm ma cha vi su khăn xê tí ác nhìn lỗ kề pha râm hí cha. Nỗ lực, nỗ lực chớ phóng dật, hãy sống theo chánh hạnh, người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này, đời sau. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu cho câu kinh Pháp Cú 168. Bây giờ con chỉ còn một công cột 1/3, không lấy gì hết, không lấy ai cho. Con phải đi ra rồi mới vô, mới lìa cái này được. Trời ơi, giờ con thấm mất con mất ra. Dạ. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Đàm Ma Dạ, Nam mô Sằng Khà Dạ. Dạ con xin kính lễ quý sư, con xin kính lễ các cô tu nữ, con xin kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc câu kinh Pháp Cú số 168. Uttithe nappamat chayat thammang suchari tang chare tham mắt cha ri su khăn se ti as min lo ke ba ram hi cha. Con xin phân tích cách đọc câu 1 và câu 2. Uttithe nap ba mắt chay ya tham mang su cha ri tăng cha re. Chữ ut, chữ tít là hai trường âm nhấn, chữ thê là trường âm thông thường, chữ nắp là trường âm nhấn, chữ bá là đoạn âm, chữ mắt là mắt chay là hai trường nhấn, giá là đoạn âm, chữ đầm là trường âm nhấn, chữ măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú chá rí là ba đoạn âm, chữ tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, rê là trường âm thông thường. Đọc lại câu 1 và câu 2. Uttithe nappamat chay ya tham mang su cha ri tăng cha re. Câu 3 và câu 4. Tham ma cha ri su khang se ti as min lo ke ba ram hi cha là trường âm nhấn, má là đoạn âm, cha ri là hai trường thông thường, su là đoạn âm, khang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, se là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, as là trường âm nhạc, minh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm,
Lô kê là hai trường âm thông thường, pá là đoạn âm, râm là trường âm nhấn, hí chá là hai đoạn âm. Đọc lại nguyên bài. Uttithe nappa mat chayya thammang suchari tang chare thammachari sukhang se thi asmin lô kê ba râm hí chá. Bản dịch của Ngài Hòa Tượng Thích Minh Châu. Nỗ lực chớ phóng dật, hãy sống theo chánh hạnh. Người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này, đời sau. Uttithe nappa mat chayya thammang suchari tang chare thammachari sukhang se thi asmin lô kê ba râm hí chá. Uttithe nappa mat chay tham mang suchari tang cha re tham ma cha ri su khang se ti as min lo ke ba ram hi cha utite nap ba mat chay ya tham mang suchari tang cha re tham ma cha ri su khang se ti as min lo ke ba ram hi cha. Dạ, con có sai chỗ nào xin Ngài chỉ dạy giúp cho con. Con xin mời quý vị kế tiếp. Alo, 123, 123. Bài này dễ đâu có khó. 168, 169, hai bài cùng một duyên sự. Cho nên cái câu Phật ngôn 168 này thời gian rất là nhiều. Quý vị cứ mạnh dạn, cứ thoải mái. Mà hôm nay chắc là quý vị nghe Sister Man kể hay quá, là quý vị tặng hoa, tặng bông rồi cái quên đưa tay ha. Ôi, xà thủ chứ khẩn kiểm Huỳnh Giang Nhật Hà, xin mời. Dạ Nam Mô Đức Tam Bảo, và con kính ảnh lễ hơn Đức Phật, con kính ảnh lễ hơn Đức Pháp, con kính ảnh lễ hơn Đức Tăng. Và con kính ảnh lễ quý sư, con kính ảnh lễ với cô tu nữ, và con xin kính chào với đạo hữu trong đại gia. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 168. Uttithe nappa mat chayya thammang suchari tang cha re thamma chay sukhang se ti min lo ke pa ram hi cha. Uttithe nappa mat chayya thammang suchari tang cha re thamma cha re sukhang se ti at min lo ke pa ram hi cha. Dạ con xin phân tích câu 1, câu 2. Út tít hai trường âm nhấn, thê trường âm thông thường, nắp trường âm nhấn, bá đoạn âm, mắt chay hai trường âm nhấn, giá đoạn âm, thầm trường âm nhấn, măng trường âm đọc theo dạng nguyên âm, xú chá trí ba đoạn âm, tăng trường âm đọc theo dạng nguyên âm, chá đoạn âm, rê trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá đoạn âm, rê trường âm thông thường. Út tít thề nắp ba mát chạy giá thầm măng su chá đi tăng chá rê. Và con phân tích tiếp câu 3, câu 4. Thâm trường âm nhấn, ma đoạn âm, cha đi hai trường âm thông thường, xú đoạn âm, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xê trường âm thông thường, tí đoạn âm, áp trường âm nhấn, min trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lô kê hai trường âm thông thường, bá đoạn âm, râm trường âm nhấn, hí chá hai đoạn âm, thầm mắt cha đi xuất khăn xì tí ác mình lô kê bắt trầm hí chá. Dạ con đọc lại nguyên bản. Út tít thề nắp
ba mắt chạy giá thầm măng su cha đi tăng cha đề thầm ma cha đi su khăng xê ti át mình lô kê ba trầm hi cha út tí thề nắp ba mắt chạy giá thầm măng su cha đi tăng cha đề thầm ma cha đi su khăng xê ti át mình lô kê ba trầm hi cha. Nỗ lực chớ phóng dật, hãy sống theo chánh hạnh. Người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ: Út tít thê nắp bà manh chay già thầm măng su cha đi tặng cha đề thầm ma cha đi su khăn đi tì ạc minh lô kê bà trăm hi già. Út tít thê nắp bà mạnh chay giả thầm măng su cha đi tặng cha đề thầm ma cha đi su kháng si tì anh mi lô kê hi ba trầm hi già. Dạ con đạo phân tích và kệ xong, con có chỗ nào sai con kính xin quý sư quý cô tu nữ và quý đạo hữu trong đạo tràng sửa sai cho con. Dạ con xin dâng mít lại cho đạo tràng, xin mời vị tiếp theo. À, điện thoại con không có thấy bàn tay. Dạ con xin mời ạ. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ cảm ơn cô Meta, sư Quang Thanh, sư Nhung Phạm đã cho biết tín hiệu. Con xin đảnh lễ sư Trí Đức Phước Thạnh, quý sư quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin phép được đọc câu pháp cú số 168 ngày hôm nay ạ. Thề nắp ba mắt chạy giá thầm măng su cha ri tăng cha rê thầm ma cha ri su khăng xê ti át minh lô kê ba râm hi cha. Út tít thề nắp ba mắt chạy giá thầm măng su cha ri tăng cha rê thầm ma cha ri su khăng xê ti át minh lô kê ba râm hi cha. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Út tít thề nắp ba mắt chạy giá thầm măng su cha ri tăng cha rê. Út tít là hai trường âm nhấn. Thề là trường âm thông thường. Nắp là trường âm nhấn. Bá là đoạn âm. Mắt chạy là hai trường âm nhấn. Giá là đoạn âm. Thầm là trường âm nhấn. Măng là trường thi giọng nguyên âm. Su cha rí là ba đoạn âm, tăng là trường âm đọc thi giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, rê là trường âm thông thường. Út tít thề nắp ba mắt chạy giá thầm măng su cha ri tăng cha rê. Dạ câu số 3 và câu số 4. Thầm mắt chà ri su khăn xê ti át minh lô kê ba râm hi chá. Thầm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, cha ri là hai trường âm thông thường, su là đoạn âm, khăn là trường âm đọc thi giọng nguyên âm, xê là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, as là trường âm nhấn, minh là trường âm đọc thi giọng nguyên âm, lô, kê là hai trường âm thông thường, bá là đoạn âm, râm là trường âm nhấn, hí, chá là hai đoạn âm. Thầm ma cha ri su khăng xê ti át minh lô kê pa râm hi cha. Dạ con xin đọc lại ạ. Út tít thề nắp ba mắt chạy giá thầm măng su cha ri tăng cha rê thầm ma cha xê ti át minh lô kê pa râm hi cha. Nỗ lực chớ phóng dật, hãy sống theo chánh hạnh. Người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau. Là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Út tít thê nắp ba mắt chay ya thầm măng su cha tăng cha rê thầm ma cha ri su khăng xê ti át minh lô kê ba râm hi cha. Út tít thê nắp ba mắt chay ya thầm măng su cha ri tăng cha rê
Dhammachari sukhang seti asmin loke param hija. Dạ con đã đọc và kể xong, có sai nhà sư và đạo răng xin sửa giùm cho con ạ. Dạ con xin kính mời Sít Nhung Phạm ạ. Dạ sa thú vinh quang nhật hạ. Dạ nam mô bút thai á, nam mô tham mai á, nam sang khai á. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ ngài Chí Đức sư Phước Thạnh. Con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin cảm ơn đạo tràng đã cho biết tín hiệu. Con xin ôn bài cô pháp cú 168 á. Út tít thê nắp pa ma che ya thăng măng thăm măng su cha ri tăng cha re thăm ma cha ri su kham se ti as min lo ke para param hi cha hi cha út tít thê nắp pa ma che ya tham măng su cha ri tăng cha re tham ma cha ri su khang se ti as min lo ke pa ram hi cha hi cha. Con xin đọc lại câu 68. Út tít thê nắp pa ma che ya tham măng su cha ri tăng cha re tham ma cha ri su khang se ti as min lo ke pa ram hi cha. Nỗ lực chớ phóng dật, hãy sống theo chánh hạnh. Người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Út con xin phân tích câu 168. Út tít hai trường âm nhấn, thê trường âm thông thường, nắp trường âm nhấn, pá đoạn âm, má chê hai trường âm nhấn, giá đoạn âm, thăm trường âm nhấn, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú chá rí ba đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá đoạn âm, rê trường âm thông thường, thăm trường âm nhấn, má đoạn âm, cha ri hai trường âm thông thường, xú đoạn âm, khăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, c trường âm, tí đoạn âm, as trường âm nhấn, minh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lô trường âm thông thường, kê trường âm thông thường, a trường đoạn âm, răm trường âm nhấn, hí đoạn âm, chá đoạn âm. Con xin kệ câu 168. Utithenapamacheya thăng măng su cha ri tăng cha re tham ma cha ri su khăng se ti as minh lo ke para hi cha. Dạ con xin kính dâng bích đến đạo tràng ạ. Con xin mời cô Quang Thanh ạ. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức. Con kính đảnh lễ Đại Trí, con kính đảnh lễ sư Phước Thạnh cùng quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà quý cô tu nữ và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu pháp cú 168. Dạ cảm ơn chị Tina và cô Kim đã cho nghe tín hiệu rõ. Út tít thê na ba mấy
chay ya tham mang su cha ri tang cha ye tham ma cha ri su khang se ti at minh lo ke ba ram hi cha. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Út là trường âm nhấn, tít là trường âm nhấn, thê là trường âm thông thường, nắp là trường âm nhấn, bá là đạn âm, mách chay là hai trường âm nhấn, giá là đạn âm, thăm là trường âm nhấn, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú chá rí là hai ba đoạn âm, tăng là trường âm thông đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường. Út tít thê nắp ba mươi chày gia thầm măng su cha ri tăng cha lê. Câu 3 và câu 4. Thăm là trường âm nhấn, má là đàn âm, cha ri là hai âm thông thường, xú là đàn âm, khăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, c là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, át là trường âm nhấn, minh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lô kê là hai trường âm thông thường, bá là đoạn âm, râm là trường âm nhấn, hí chá là hai đoạn âm, thầm ma chà ri su khang phê ti át minh lô kê ba ram hi cha. Dạ, con xin phép đọc lại toàn bài. Út tít thê nắp ba mươi chày ya tham mang su cha ri tăng cha về tham ma ri su khang về ti át minh lô kê ba ram hi cha. Nỗ lực chớ phóng dật, hãy sống theo chánh hạnh, người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau. Đấy là bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin kệ ạ. Út tít thê nắp bà mênh chay ya thầm măng su cha di tăng cha ye thầm ma cha ri su khăng se ti át minh lô kê bà râm hi cha. Út tít thê nắp bà mênh chay ya thầm măng su cha ri tăng cha ye thầm ma cha ri su khăng se ti át lô kê bà râm hi cha. Nỗ lực chớ phóng dật, hãy sống theo chánh hạnh, người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau. Đấy, bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc xong, con có sai, mong ngài Chí Đức và quý sư và đạo tràng chỉnh sửa cho con. Dạ, con xin kính mít, con kính mời chị Tina. Nhớ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Chí Đức, quý sư, quý bà, quý cô tư nữ. Con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc câu pháp cú số 168. Út tít thề nắp bá mắt chày giá thầm măng su cha ri tăng cha lê thầm má cha ri su khăng se ti as min lo khe bá ram hi cha. Út tít thề nắp bá mắt chày giá thầm măng su cha ri tăng cha lê tham ma cha ri su khang se thi as min lo ke pa ram hi cha. Con xin phân tích câu 1 và 2. Út tít thề nắp pa mắt chay ya tham mang su cha ri tăng cha re. Út trường âm nhẫn, tít trường âm nhẫn, thê trường âm thông thường, nắp trường âm nhẫn, bá trường bá đoạn âm, mắt trường âm nhẫn, chay trường âm nhẫn, giá đoạn âm, thâm trường âm nhẫn, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú chá hai xú chá rí ba đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá đoạn âm, rê trường âm thông thường, ú
tích thề nắp phá mắt chay giác thầm măng su cha ri tăng cha rê. Câu 3 và 4. Thầm mắt cha ri su khăn se ti as min lo kê phát râm hi cha. Thầm trường âm nhấn má đoạn âm cha ri hai trường âm thông thường. Su đoạn âm khăn đọc theo giọng nguyên âm. Se trường âm thông thường tí đoạn âm. As trường âm nhẫn, min trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lô trường âm nhẫn, kê trường, sorry, nói, lô trường âm thông thường, kê trường âm thông thường, phá đoạn âm râm trường âm nhẫn, hí chá hai đoạn âm, tham mát cha ri su khăn se ti as min lô kê phá râm hí chá út tít thề nắp phá mát chay ya tham mang su cha ri tang cha re tham ma cha ri su khang se ti as min lo ke pha ram hi cha un thin the nam pha man chay ya tham mang su cha ri tang cha re tham ma cha ri su khang se ti asmin loke param hi cha. Nỗ lực chớ phóng dật, hãy sống theo chánh mạng, xin lỗi, hãy sống theo chánh hạnh. Người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong, con có sai xin ngài và đạo tràng sửa giùm cho con. Con kính mời vị kiết. Nam mô Bụt-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng. Đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Mến chào đạo tràng. Và cảm ơn Nhung Phạm đã bốt bài. Cảm ơn Đề Men. Nhung Phạm đã biết tín hiệu ngay rõ, Tina ngay rõ. Sau đây con xin đọc câu pháp cú số 168. Uttithe nap bamat chay ya tham mang su chari tang chare thamma chari su khang se ti at min lo ke ba ram hi cha. Uttithe nap bamat chay ya tham mang su chari tang chare. Út tít là hai trường âm nhấn, thê là trường âm thông thường, nát là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, mát chay là hai trường âm nhấn, giá là đoạn âm, thâm là trường âm nhấn, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú, chá, rí là ba đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, rê là trường âm thông thường. Út tiếp thề nắp bá mát chày giá thầm măng su chá rít tăng chá rê. Câu 3 và câu 4. Thầm má chà rì su khăn xê tí át minh lô kê bá rầm hí chá. Thầm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, chà rì là hai trường âm thông thường, xú là đoạn âm, khăn là trường âm đọc giọng nguyên âm, xê tí là hai đoạn âm. Át là trường âm nhấn, minh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lô kê là hai trường âm thông thường, bá là đoạn âm, râm là trường âm nhấn, hí chá là hai đoạn âm, thâm má chà rì su khăn xê tí át minh lô kê bá râm hí chá. Út tí thề nắp bá mát chày giá thầm măng su chá rí tăng chá rê. Thầm má chà rì su khăn xê tí át minh lô kê bá râm hí chá. Nỗ lực chế phóng dật, hãy sống theo chánh hạnh. Người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vậy con xin kệ. Ua ti thê nam ba ma chay ya tham mang su cha ri tang cha re tham ma cha ri su khang se ti at mi lo ke ba ram hi cha. Dạ con đã đọc và phân tích kệ xong, có sai chỗ nào xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Xin mời vị tiếp theo ạ.
Dạ, alo. Dạ, con xin kính chào quý sư, quý cô tu nữ và toàn thể đạo tràng. À, cảm ơn Tina đã cho biết tín hiệu của con. À, nhìn luôn phạm và cô Kim ạ. Sau đây con xin đọc bài kinh Pháp Cú 168. Uttithe nappamacce ya thammang succari tang care thamma ri su khang siddhi asmin dukkhe paranghiccha. Uttithe nappamacce ya thammang succari tang care thamma cari cari su khang siddhi asmin dukkhe paranghiccha. Con xin phân tích nè. Bút tích là hai trường âm nhấn, thê là trường âm thông thường, nắp là trường âm nhấn bá, và đoạn âm mách chây là hai trường âm nhấn giá, và đoạn âm thông là trường âm thông là trường âm nhấn, măng là trường âm đọc theo dạng âm số, chá rí là ba đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo dạng âm, chá là đoạn âm, rê là trường âm thông thường, thâm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, chá rí là hai trường âm thông thường, sú là đoạn âm, khăn là trường âm đọc theo dạng âm, xê là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, ác là trường âm nhấn, minh là trường âm đọc theo dạng âm, lô kê là hai trường âm thông thường, bá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, hí chá là hai đoạn âm. Con xin đọc lại là uttithe nappamacce ya thammang succari tang care thamma cari sukhang siddhi asmin loke parang hicca. Nỗ lực chớ phóng dật, hãy sống theo chánh hạnh, người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau. Xin đọc kệ. Uttithe nappamacce ya thammang succari tang care thamma cari sukhang siddhi asmin loke parang hicca. Con đã đọc xong rồi. Nếu có sai chỗ nào xin sư và quý đạo hữu chỉnh sửa cho con. Dạ, con xin xuống bích. Alo, 123, 123. Em ru quá, đọc hết rồi phải không? Hình như Huỳnh Hạnh
pháp lẫn cùng. Như vậy là chúng ta cũng đã ổn định xong dòng kinh, dòng kệ. Và bây giờ thì chúng ta ôn lại một lần nữa rồi đi vào ý nghĩa từ vựng của câu Phật ngôn này ha. Uttithe nappamacchaya thammang sucarittang ca re thammacari sukhang seti asmin loke param hi ca. Quý vị nghe rõ ha. Này hơi bị sổ mũi. Uttithe nappamacchaya thammang sucarittang ca re thammacari sukhang seti asmin loke param hi ca. Nỗ lực chớ phóng dật, hãy sống theo chánh hạnh. Người chánh hạnh hướng lạc cả đời này, đời sau. Rồi bây giờ chúng ta đi vào tự vận ha. Câu đầu tiên, Uttithe nappamacchaya. Chữ Uttithe thề, Uttithe, mấy cái chữ đầu ha. Uttithe, chúng ta thấy chữ tích thề có chữ út phía trước, đó là tiếp đầu ngữ. Mà tiếp đầu ngữ này có nghĩa là ở trên, út là ở trên. Còn chữ tích thề do cái căn ngữ tha, có nghĩa là đứng. Vậy thì Uttithe ở đây nó là một động từ su ích, có ý nghĩa là hãy tự sắp tấn, hãy tự khuyến khích, hãy tự coi như là vươn lên. Uttithe có nghĩa là hãy tự sắp tấn. Rồi từ thứ hai, Nappamacchaya. Nappamacchaya, chúng ta thấy tiếp đầu nắp do cái chữ na có nghĩa là không. Pamacchaya, Pamacchaya đây là một động từ tụng số ít, có nghĩa là buông lung, biến nhát. Do căn ngữ mắt có nghĩa là bị say mê. Vậy thì Nappamacchaya là không thể buông lung, không buông lung, không thể buông lung. Vậy thì câu đầu từ sách tấn, không buông lung. Ở đây Ngài Hòa Thượng dịch là nỗ lực, đừng chớ phong vật. Bây giờ câu số 2 ha. Tham măng sucarittang ca re. Tham măng, quý vị biết gì, chữ này do từ tham má, nó là một danh từ nam tính, akarantapuninga. Và được chia theo đối cách số ít, đối tỷ gia nguyệt phát tiê câu vô chân á, cho nên tham má biến thành tham măng. Tham măng là pháp. Rồi sucarittang, sucarittang, sucarittang ở đây chữ su trước đầu ngữ có nghĩa là tốt, khéo léo. Charitang do từ charita, charita cái dạng này là một cái dạng quá khứ phân từ đã được thực hành. Charita đã được thực hành và được chia theo đối cách su ít đối tỷ giáo người phát tiê câu quá trình á, cho nên sucarita biến thành sucarittang. Sucarittang là được thực hành một cách tốt đẹp, được thực hành một cách tốt đẹp. Rồi chữ cuối cùng là chữ cha rê. Cha rê đây cũng là một động từ su ít, do cái
cái trong ngữ của động từ charity, nên thực hành, nên sống, nên hành động. Charity, nên thực hành, nên sống, nên hành động. Vậy thì câu số 2 này, thăm măng sứ cha rì tăng cha rê, nên thực hành pháp một cách tốt đẹp. Câu số 2 ha, nên thực hành pháp một cách tốt đẹp. Bây giờ câu số 3, thăm má cha rì sứ khăn xề tí, thăm má cha rì sứ khăn xề tí. Chữ thăm má cha rì, chữ thăm má là giáo pháp, là chân lý. Rồi chữ cha ri là sự thực hành, việc sinh sống. Vậy thì thăm má cha ri ở đây có nghĩa là người có sự thực hành pháp. Thăm má cha ri, người nào thực hành pháp thì chúng ta gọi là thăm má cha ri ha. Người thực hành pháp. Rồi su khăn xê tí, chữ su khăn, su khăn là an lạc ha, tốt đẹp, do từ su kha. Xê tí, xê tí là cái động từ này có nghĩa là ngủ hay là nằm, ngủ hay là nằm. Đó. Thì ở đây chúng ta hiểu chữ xê tí này có nghĩa là an trú, an trú ở trong pháp, một cách coi như an lạc, cái người hưởng hương vị, hoặc là cái người mà được nếm được cái hương vị của pháp, sống một cách an lạc. Bởi vì thực hành pháp thì sẽ đem lại sự an của người đó. Rồi câu cuối cùng, Asmin Loke Param Hicca. Thì Asmin Loke, thì Asmin có nghĩa là do từ ý đăng. Từ ý đăng ở đây được chia theo định sơ cấp số ít, nó biến thành chữ Asmin có nghĩa là trong đời này. Trong đời này có chữ Loke ở sau, có nghĩa là trong đời này. Chữ Loke là thế gian ha. Thì Asmin Loke là trong thế gian, trong đời này. Paramicca, Paramicca nó cũng do cái từ para. Từ para được chia theo định sở cách số ít, cho nên nó biến thành paramhi, là trong đời sau. Chỉ Asmin Loke trong đời này, rồi Loke paramhi là trong đời sau. Trong đời này có chữ chá nữa, có nghĩa là trong đời này và trong đời sau. Vậy thì hai cái câu này nó bổ sung ý nghĩa với nhau. Tham machari sukhan se ti asmin loke param hi cha, người có sự thực hành pháp sống an lạc trong đời này và đời sau. Người có sự thực hành pháp sống an lạc trong đời này và đời sau. Câu Phật ngôn 168 cho chúng ta ý nghĩa, nên tự sách tấn không thể buông lung, nên thực hành pháp một cách tốt đẹp. Người có sự thực hành pháp sống an lạc trong đời này và đời sau. Xin lặp lại câu Phật ngôn 168, nên tự sách tấn không thể buông lung, nên thực hành pháp một cách tốt đẹp. Người có sự thực hành pháp sống an lạc trong đời này và đời sau. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: có người khất sĩ trang nghiêm, trì bình chánh hạnh, lắng yên tục trần, giới tâm tĩnh định, tinh cần, sống đời an lạc, đời gần đời xa. Có người khất sĩ trang nghiêm, trì bình chánh hạnh, lắng yên tục trần, giới tâm tĩnh định, tinh cần, sống đời an lạc, đời gần đời xa.
Ngài Hòa Thượng Minh Châu với thể thơ năm chữ: nỗ lực chớ phóng dật, hãy sống theo chánh hạnh. Người chánh hạnh hướng lạc cả đời này đời sau. Nỗ lực chớ phóng dật, hãy sống theo người chánh hạnh hướng lạc cả đời này đời sau. Rồi câu Phật ngôn 169 sẽ nói lên cái duyên sự, tức là hai câu Phật ngôn nó mới nói lên cái duyên sự tại sao Đức Phật nói lên câu Phật ngôn 168, 169. Vậy thì với câu Phật ngôn 168 này, chúng ta thấy một lời khuyên: hãy nỗ lực chớ phóng dật, là một sự sắp tới. Cố gắng, hãy tự vươn lên, hãy vượt lên chính mình, sống một cách đàng hoàng, sống một cách tốt đẹp. Nếu chúng ta tự nhủ mình sống đàng hoàng, sống tốt đẹp thì không bị tù tội gông cùm, không bị sa đọa vào bốn cánh khổ ở trong cuộc sống này, có nghĩa là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh trong cuộc sống này cũng có. Ví dụ chúng ta tinh tấn, chúng ta nỗ lực, chúng ta vươn lên, chúng ta vượt lên chính mình, thì những cái thành quả nó sẽ đến với chúng ta một cách tốt đẹp. Bởi vì nếu mình không nỗ lực, nếu mình phóng dật, thì cái vấn đề trước mắt của chúng ta là thấy những cái cảnh khổ. Bởi vì chúng ta ở trong bóng tối mà cứ bước theo bóng tối, không chịu đi ra ánh sáng, thì ở trong bóng tối đó có cái gì? Có sát sanh, có trộm cướp, có tà hạnh trong các dục, có nói dối, nói lời hai lưỡi, nói độc ác, nói đâm thọc, nói vô ích, vân vân. Và cũng trong bóng tối đó chúng ta say sưa nhậu nhẹt, không biết mình là ai. Vậy thì địa ngục là gì? Đó là gông cùm tù tội hang, nó đánh đập bà rồi, rồi đó là địa ngục. Còn ngạ quỷ là gì? Tức là sự đói khát, sự đói khát, bị giam cầm không cho ăn hả, không cho ăn, đầy đọa. Rồi sự đói khát nó dày vò, làm cho mình khổ. Ngạ quỷ rồi súc sanh là gì? Rồi mình phải làm lao dịch, khổ sai, rồi làm việc quần quật suốt ngày, để thấy được cái ác nghiệp mà mình đã tạo ra. Thì vấn đề địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula nó cũng xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng phải nói sau khi chúng ta chết, chúng ta mới thấy được địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Vậy thì hãy sống theo chánh hạnh. Và người sống theo chánh hạnh thì sự an vui sẽ đến trong cái cuộc sống này và cuộc sống sau. Bởi vì sao? Cái nhân mình tạo thiện sự thì cái phước đó sẽ hộ trì mình. Bây giờ là cái nhân, và tương lai sẽ là cái quả, đời này và đời sau. Vậy thì xin hỏi quý vị, cái câu nói làm lành được vui, làm dữ bị khổ, quý vị lý giải như thế nào theo câu Phật ngôn này? Rồi mời bàn tay của quý vị. Làm lành được vui, làm dữ bị khổ. Nhưng mà có người cũng đang thở: tại sao tôi ăn hiền ở lành mà tôi khổ quá trời ơi? Thì quý vị nghĩ làm sao? Rồi mình mời chiếc mời cô tu nữ Phúc Hạnh có ý kiến nha. Bây giờ trong đạo tràng thì mời cô tu nữ Phúc Hạnh trước ha. Rồi có gì cô tu nữ Phúc Hạnh mà thấy hơi hơi coi như thiếu ý,
quên thì nhờ Đại Đức Hoa Trang gợi ý cho. Alo, cô Thương Nữ Phúc Hạnh ơi, người ta nói ăn hiền ở lành mà sao tôi khổ quá. Mà thật sự trong câu Phật con này là mình làm lành làm thiện mình sẽ được an vui đời này đời sau. À, cô Thương Nữ Phúc Hạnh có cho máy không? Cô Thương Nữ Phúc Hạnh không lên thì thỉnh Đại Đức Pháp Trang. Đại Đức Pháp Trang đâu rồi? Rồi sao đây? Lâu quá làm Huynh Gia Nhật Hà. À, Huynh Gia Nhật Hà. Người ta nói nỗ lực nè, ha, sống theo chánh hạnh nè, là mình có được sự an vui phải không? Mà sự an vui đời này và đời sau. Tại sao? Do sự nỗ lực của mình ha. Do mình sống một cái đàng hoàng á, cái phước nó đến. Mình có được cái áo mới mặc chưa được một tuần, nó bây giờ không biết à. Anh thấy cái áo đẹp quá nó trồn mất tiêu rồi ha. Hôm nay thấy Huynh Gian Nhật Hà không còn áo mới nữa. Lý do tại sao? Mời Huynh Gian Nhật Hà tính theo con Phật ngôn này ha. Rồi Huynh Gian Nhật Hà có mặt đặt tên đi ha. Để Đức Pháp Trang rồi cái cô tụ nữ Phúc Hạnh chắc bận rồi ha. Rồi mời Huynh Gian Nhật Hà, áo mới đâu rồi? Mình nỗ lực có được áo mới, bây giờ đâu mất tiêu rồi. Vậy thì tính theo câu Phật ngôn này sao? Tôi ăn hiền ở lành, tại sao tôi khổ vậy? Áo mới mặc có một hai ngày mất tiêu rồi. Alo, Huynh Gian Nhật Hà, xin mời bàn tay. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ, con không biết đạo tràng có nghe được không ạ? À? Dạ, cảm ơn Huynh Hạnh Pháp, cô Kim. Dạ, con cảm ơn sư. Dạ, con cũng không hiểu Paul Talk thì chắc là tới cái lúc nào đó cái lâu lâu cái nó thưởng cái nó cho mình có ngôi sao hay là cái áo cái màu đẹp rồi bây giờ cái nó lại hết, chắc là nó cũng muốn mình phải phải nỗ lực phải vô râm nhiều hơn để đừng có phóng dật á, thì chắc là nó mới thưởng cái áo mới hay sao á. Dạ thì cũng như cái sự gợi ý của sư vừa rồi á thì con thấy là sư nói là mình sống tốt thì được vui mà sống không tốt thì bị khổ, thì con thấy thì nó rất là hợp lý với cái nhân quả, nhân nào thì quả đó, thì cái quả tốt thì nó sẽ, những nhân tốt thì sẽ cho ra những cái quả tốt. Và cái câu Phật ngôn hôm nay thì con cũng rất là thích, tại con chưa có nghe được cái duyên sự, chắc phải đợi cho tới đầu tuần sau thì sư giảng cái câu kế tiếp và cái duyên sự. Nhưng mà cái câu này thì nói là nỗ lực không phóng dật, hãy sống theo hạnh, thì con rất thích cái câu đó, hãy sống theo chánh hạnh. Thì nó đề cập tới những cái bậc tăng bảo trong Bát Bối, bốn đôi tám chúng. Thì con nhớ là bậc Diệu Hạnh Thinh Văn Thích Tử, bậc Trực Hạnh Thích Lữ Thiền Gia, bậc Như Lý Hạnh Tăng Già, bậc Chơn Chánh Hạnh Dưới Tòa Thế Tôn, là bốn cái bậc thánh, bậc thánh tăng. Thì đây là những cái bậc mà phước điền của thế gian, là những người mà mình có phước mình mới được thân cận, mới được cúng dường tu học theo. Và cái sự lợi ích thì rất là tốt, nó là một cái cuộc làm ăn, cái investment đó, là một cái đầu tư mà nó siêu lợi nhuận. Mình có thể có ngay được cái sự an lạc, cái phước đức cho cái đời này và cả một cái đời sau nữa. Tại con thấy không có một cái cuộc đầu tư nào mà nó cho mình cái lợi nhuận như vậy. Xin lỗi, nhiều khi mình có tiền, có của, rồi mình bỏ nhà băng, mình mua xe, mua cộ, mua nhà,
có vợ đẹp con xinh đi nữa thì chỉ cần một hơi thở ra mà không có thở vào là xong. Nhà cửa, xe cộ, tài sản, ngay cả vợ con cũng có thể thuộc về người khác. Con mình thì phải kêu người khác bằng cha, nhà mình, tài sản của mình rồi cũng thuộc về người khác. Thì con thấy là cái câu Phật ngôn này nó khuyên rất là đúng. Chỉ có những cái việc thiện lành thì mới có bồi bổ cho cái ba la mật của mình tăng trưởng, và mình đầu tư từ đời này qua đời khác. Thì con thấy rất là hay, và con rất là thích, và chắc là đợi để tới tuần sau để được nghe nghe thêm về duyên sự, để mình có thể mình học theo cái bước chân của các bậc chánh hạnh. Và con cũng có vài lời như vậy thôi. Con cũng xin sư và đạo tràng có thể góp ý thêm để con được học hỏi và nghe thêm nhiều ý kiến khác nhau để hiểu biết thêm. Và con xin dâng mic lại cho sư và đạo tràng. Và con xin xuống mic ạ. Alo, 123, 123. Quynh Giang Nhật Hà nói chuyện hay vậy, tại sao kết thúc sớm quá vậy? Làm tiếp đi chứ. Alo, alo, Quynh Giang Nhật Hà. Nói chuyện hay quá mà tại kết thúc sớm quá. Cứ tiếp tục đi chứ, thời gian còn dài mà. Rồi, bây giờ mời Xích Nhung Phạm. Quý vị thấy Xích Nhung Phạm đi vô sao ha, nhưng mà tiến bộ ha, phân tích một cách rất là rõ ràng ha, chậm rãi và không sai, đó là một cái sự thành công ha, nỗ lực ha, không phóng dật ha. Thế rõ ràng trong câu Phật ngôn này chính xác, mình cố gắng ha, mình nỗ lực, mình tinh cần, mình sẽ vượt qua những cái trở ngại, và nhất là Pali này đâu phải dễ đâu. Quý vị thấy có nhiều ông sư mà xin lỗi đọc cũng chắc quốc đọc cũng chắc nữa, nhưng mà ủa nghe nói đọc chặt đọc sai cái là sư Quốc Thịnh bỏ chạy ha. Nhưng mà chiếc Nhung Phạm đến sau phân tích trường âm đoạn âm, khi mà chúng ta phân tích trường âm và đoạn âm chính xác rồi thì nhìn vô đó bảo đảm quý vị sẽ thành công, bởi vì vô khung rồi. Vậy thì bây giờ Thích Nhung Phạm thấy rằng
trong cái sự tu tập của mình, bước vô cái room này, xin Nhung Phạm thấy an vui hay không? Có nghĩa là mình nghĩ rằng mình gặp được giáo pháp này, mình hưởng được sự an lạc ngay bây giờ và đời sau, có được vậy hay không? Bởi vì giáo pháp của Bậc Đạo Sư tới 5.000 năm, thì bây giờ mình học hỏi như thế này để rồi mình đi đến một chỗ nào khác, mình cũng gặp lại cái môi trường như thế này, mình cảm thấy mình hoan hỷ, ở đây cũng an vui, đi tới chỗ kia cũng được an vui. Đừng có nói kiếp sau ha, đừng nói kiếp sau. Ví dụ như sinh hoạt ở tiên rôn này tiếng Việt, rồi bây giờ chúng ta đi vô một cái chùa người Lào, người Thái, người Myanmar, người Sri Lanka hoặc là người Khmer ha, và người ta đọc Pali được, mình cũng đọc được, thì sư Nhung Phạm nghĩ sao? Mời sư Nhung Phạm có ý kiến ạ. Alo, alo, sư Nhung Phạm ơi, bàn tay nắm ngón đâu rồi? Sư Nhung Phạm cho biết ý kiến về câu Phật ngôn này áp dụng trong cuộc sống của chúng ta. Ở tại chỗ cái chùa này, mình đi tới chùa khác, chứ đừng có nghĩ tới đời này, đời sau, chí nó mệt quá. Alo, sư Nhung Phạm, có ý kiến gì về câu Phật ngôn này? Rồi, trời, sa thú có đưa tay lên, với sa thú mà người chát lên đất, người ta đâu nghe tiếng đâu. Cũng như có một vị cái nãy thắc mắc, ôi sư không may có một cái dòng kinh, có một cái dòng kệ dài rõ ràng hay quá, nhưng mà mấy hôm nay sao không thấy sư không may vô sinh hoạt? Sư không may để xin phép chúng tôi đi hành thiền 10 ngày hay quý vị ta. Cái này mình phải thực hành, phải nỗ lực, không có phóng dật. Học là một chuyện, hành là một chuyện, hành nó cao hơn học. Sống theo chánh hành tức là phải sống để biết mình là ai. Như vậy thì có hiểu quý vị thấy là ở đây chúng ta học rồi chúng ta thực hành trong cuộc sống để làm gì? Để đời này và đời sau chúng ta được an lạc. Rồi bàn tay sẽ kể Nhung Hành, Nhung Phạm đâu rồi? Alo, alo, chị Nhung Phạm đưa bàn tay lên, chậm quá vậy? Người khác họ dành nó đưa tay à? Alo, chị Nhung Phạm. Rồi, thôi bây giờ mời người khác nha, không có phân biệt à. Mời rồi mà không chịu đưa tay à. Mời Huynh Hạnh Pháp, Huynh Hạnh Pháp có ý kiến thế nào về câu Phật ngôn này? Người ta nói tiền ở lành mà sao tôi khổ quá vậy? Tại sao vậy? Mời Huynh Hạnh Pháp. Tôi làm phước hoài để xây dựng chùa chiền hoặc là cho tam bảo, nhưng mà sao khổ vẫn là khổ, tại sao, tại sao? Rồi Huynh Hạnh Pháp có ý kiến gì về câu Phật ngôn này? Mời bàn tay Huynh Hạnh Pháp. Bên này mic é rồi. Không lẽ Huynh Hạnh Pháp đại liền? Con kính chào quý sư khởi đạo tràng. Sư hỏi con sao làm việc thiện nhiều mà gặp chuyện không vui thì nhân mình hiểu. Thì trước người cũng chắc cũng có nhiều bất thiện, là hôm nay thì trả nghiệp rồi ạ. Có điều cái vấn đề trả nghiệp thì thay vì có cái ý thức là biết làm việc thiện, nhưng mà nay vì làm với cái tâm nếu mà mong mỏi mong cầu thì sẽ dễ nhanh nản ạ, thối chí, và họ làm như vậy với cái tinh thần là không có sự hiểu biết,
nếu họ hiểu ý thức được rằng những việc bất thiện, trong khi mình làm việc thiện, những việc thiện bất thiện nó cứ đến, thì ta hiểu rằng là chắc do những ác nghiệp quá khứ nó đã tới, thì mình thay vì mình hỏi dằn vặt như vậy thì ta tiếp nhận nó rồi cứ sống với con cái chánh đạo pháp, thì từ từ nó sẽ mai một dần thôi. Thì khi ác nghiệp hết thì thiện nghiệp nó sẽ sinh sôi ạ. Những cái gì mình đã làm thì nó sẽ nảy nở. Còn cái câu sư nói là làm thiện thì sống an vui, còn làm ác thì bất hạnh, thì con người làm thường làm thiện thì ngay từ cái tâm họ, nếu người làm thiện thì cái tâm họ đã vốn phải buông xả thoải mái, và mới đem được cái tâm để làm được những việc làm hướng lên cho mọi người, rồi buông xả cái ích kỷ cái con của mình đi, thì ngay từ cái tâm họ đã thiện, mà con tướng từ tâm sanh, thì nếu tâm đã thoải mái thì nó sẽ hiện lên khuôn mặt người xương tướng dạng mạo sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Còn thứ hai là họ làm việc thiện nhiều thì giúp mọi người, giúp này kia thì sẽ được mọi người yêu mến, và mọi người sẽ làm người là bảo vệ và hộ trì cho họ, trừ cũng một số trường hợp ganh ghét thì nếu số ít đó thì cũng có xảy ra thì cũng sẽ, họ cũng sẽ được những người giúp đỡ, nó cũng sẽ bảo vệ. Còn những người làm ác thì nó ngược lại với người thiện, thì ngay từ cái tâm đố kỵ thì nó sẽ thường thường những người nó sẽ hiện lên khuôn mặt cậu có chịu, nhiều lúc nó đi tới gần thì mình cũng đã cảm nhận được cái sự khó chịu đó nên. Và những người đó thì cũng thường tiếp xúc với những dạng nặng bất hữu, gọi là ma đi với ma, mà con Phật thì đi con Phật nè, thì người dạng đó sẽ tụ tập những bạn không tốt thì xa lánh, rồi từ đó tạo ra những cái việc không hay, rồi hệ lụy là kéo theo đời này đời sau. Đời này thì mọi người xa lánh, rồi còn đời sau thì nhiều lúc sinh vào kiếp xuất sinh rồi ngạ quỷ, không có đường thoát cả. Còn một câu có một số tám là nỗ lực chứ không dịch, thì người nào phóng dịch là chết, còn người nào mà không phóng dịch là sống. Còn để gì sao ạ? Nếu người nào không phóng dịch thì họ biết mình đang làm gì và nhận thức rõ được, vậy thì đó là họ sống trong cái hành động của họ, họ nhận biết mình. Tức là ví dụ như ăn cơm hay làm bất cứ việc gì mà mình biết, nhận thức rõ những việc mình làm, thì người đó thật sự mới là thực sự người ăn cơm hoặc là người làm công việc mới có mặt. Còn nếu mà mình đang làm việc này mà mình không chú tâm làm việc này thì người ăn cơm không có mặt, thì họ cứ liên mang đi đâu thì đâu, làm sao mà trọn vẹn được, làm công việc không được toàn tâm toàn ý và trọn vẹn là dễ sai sót. Chính vì vậy là phóng dật thì làm cái tâm mình không mong lung phóng túng, thì không có chú tâm thì mà không chú tâm thì dễ sai phạm. Cũng như ngu hành, nếu phóng dật mà không biết hộ trì tâm mình thì cũng dễ mắc những sai phạm.
sống theo chánh hạnh thì làm theo sống trong giới những hạnh nghiệp tốt thì nó làm tăng trưởng tâm mình đến một thì ngay từ thời hiện tại thì tâm đã được hộ trì bởi những cái giới hạnh mình làm thì sẽ được an lạc. An lạc đường này mà nó là những cái nền tảng phước báu mà giúp cho họ được thăng tiến, gặp những môi trường nghiệp tốt hơn trong những đời sau, để dần dần tu tập thoát khỏi sa lìa sinh tử. Còn xin hết, nói nhiều mất công, nói dài dở mọi người quăng đá nữa. Dạ, con xin thả mít lại nha. Alo, 23123. Huynh hành pháp kết luận một câu thấy con vui ha. Nói nhiều, nói dai, nói dài, nói dở. Nghe muốn bệnh à. Sao vậy? Nói pháp mà lại nói nó nhiều, nói dai, nói dài, nói dở. Mà quý vị thấy rằng là huynh hành pháp trình bày vậy có phải là nó nhiều, nó dài, nó dai, nó dở không? Ai có ý kiến? Đang trình bày về cái vấn đề pháp, về sự thật. Mà sự thật thì nó rất là phũ phàng, nên đâu có đến nỗi dài, dai, rồi dở đâu. Nếu mà chúng ta thực hành theo đó thì chúng ta sẽ cảm thấy an lạc. Bởi vì pháp của Đức Phật đi ngược lại với thế gian pháp. Nếu chúng ta xuôi dòng thì chúng ta luân hồi dài dài, mà đi ngược dòng, vượt bậc lưu, thì khi đó chúng ta mới cảm thấy an lạc đời này và đời sau. Thế nên làm gì có cái chuyện mà nói nhiều, nói dài, nói dai, nói dở. Pháp của Đức Phật không có cái chỗ đó nghe. Rồi quý vị có ý kiến thế nào về sự trình bày của huynh Hạnh Pháp? Alo, ai có ý kiến nè? Quý vị cứ tự do, sao ngại không đưa tay vậy? Không lẽ là thấy Thích Hồng Mai đi hành thiền là quý vị cũng bất chước vô trong room ngồi thiền luôn hả? Có vị trí có thiền không? Còn ở đây chúng ta thiền cái kiểu này là thiền tự do, nguy hiểm lắm á, dễ tạo quá nhập ma. Thôi thì bây giờ cái đề mục trước nè, câu Phật ngôn 168, quý vị có ý kiến thế nào? Huynh hành pháp trình bày cũng hay á, tại sao kết luận một câu nghe nó chép lên ông nói nhiều, nói dai, nói dài, nói dở. Kết luận một câu vậy thì ai dám đưa tay phát biểu? Rồi, xin mời quý vị, sao im ru vậy nè, bây giờ mới có 6 giờ 3 phút ha, thời gian còn nhiều. Mà cái người mà ở trong room này á, được mệnh danh là nói nhiều, nói dài, nói dai, mà đâu có dở. Quý vị người đó là ai? Alo, huynh hành pháp, huynh Giang Nhật Hà, biết người đó là ai không? Ở trong room của mình nè. Trời, cũng ngủ nè. Trời ơi, đâu có hỏi Nhung Phạm đâu, mà chị Nhung Phạm lại nói cô Kim, huynh hành pháp cũng nói cô Kim. Có nghe là người ta muốn mời chị Kim lên. Hãy coi thử, có phải như huynh hành pháp tự xưng mình là nói nhiều, nói dài, nói dai, nói dở. Ủa, đưa tay rồi hả? Rồi, xin mời nha. Con xin chào sư Chí Đức,
sư Phước Sang, sư Phước Thạnh, các sư, các cô tu nữ và quý Phật tử. Cảm ơn cô Nhung Phạm với Tina cho âm thanh nghe rõ, còn mấy người kia không nghe rõ gì hết trơn, chắc vô nhập thiền hết trơn rồi sư ơi. Trước hết còn cảm ơn sư đã chỉ dẫn, chị đã dạy chúng con cái bài học này, nhưng mà chưa có nói thực sự, sư chỉ đưa ra cái câu đề tài làm việc thiện thì vui, làm việc ác thì khổ, có phải không sư? Câu đó đúng, sư cho con biết, con cũng quên, từ giờ con đọc sách con nghĩ nhiều đâu. Sau đó con cũng cảm ơn là trước hết là sư kêu ai ta, Giang Nhất Hà, rồi Giang Nhất Hà, rồi Hạnh Pháp, Huynh Hạnh Pháp với cô Nhung Phạm thì chạy về, chỉ có hai người lên chia sẻ thôi, con năm, con cảm ơn hai người đó. Thì cái câu sư đưa đó cũng đâu có gì khó đâu sư. Con thấy nếu mà một người làm việc thiện với cái sự về Phật Pháp thì cái tâm của họ rất quan hỷ, tại họ biết họ làm họ sẽ được cái gì, họ sẽ được cái quả báo tốt. Thì với lại mình làm cái việc thiện mà với cái tâm thiện làm đúng đó, thì mình với cuộc đời sống hàng ngày thì mình không có sợ phạm pháp, phạm luật pháp, mình không sợ bị người ta chửi mắng, sợ đi, cái tâm mình thấy sung sướng vô cùng. Trời, chưa nói gì trên, Dung Phạm cho bông qua rồi hạnh kiểm vỗ tay vỗ chân luôn vậy sư. Cảm ơn bạn biết con biết nói cái gì nữa. Vấn đề làm việc thiện, việc lành thì tâm vui vẻ là cái chuyện đương nhiên rồi. Nhất là những người mà biết Phật Pháp thì họ biết họ làm cái gì, họ biết họ được quả gì, thì dĩ nhiên cái tâm những đẻ mà rất an vui nữa. Còn những người không biết Phật Pháp nhưng là những cái đạo khác như đạo Thiên Chúa, đạo Tinh Lành, đạo Hindu, Muslim gì đó, whatever, thì trong đó người ta cũng dạy cho họ làm lành thì được tốt. Rồi trong ca dao thì cũng nói cái gì ta, tự nhiên quên ta, người làm việc đó thì lúc nào cũng được quả tốt, người làm ác thì quả báo ác lại cho mình. Thế là người ta nói chồng trái gì đó, tự nhiên cái câu con quên rồi nhưng đại khái là người ta cũng trong nhân gian người ta cũng có câu á, làm việc lành thì sẽ được quả báo lành, làm ác sẽ bị quả báo ác. Thì cái đó là tất cả mọi người ai cũng biết hết, nhưng cũng có nhiều người á cũng nói có, nhưng mà có nhiều người giảng là trời ơi, tôi làm việc về thiện việc lành không mà tại sao tôi như vậy, tôi bị quả báo xấu xa như vậy. Thì cái câu này con phải nói thêm một chút thì con mới có chuyện con nói nữa. Thì có lẽ là cái việc thiện của họ đang làm bây giờ đó thì không có đủ cái mãnh lực tốt á để mà chạy đi trước cái nghiệp bất thiện, cái nhân bất thiện họ làm nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ. Bây giờ nó chín mùi, nó mùi dục rồi. Thì mặc dù họ làm rất nhiều việc thiện bây giờ, nhưng cái việc ác của họ làm trong nhiều kiếp trong quá khứ nó lắng đước những việc ác đó, thì cái việc ác đó nó trổ quả. Thì đó là tại sao cái những việc thiện này, việc thiện kia, nhiều thứ mà không có, mà vẫn chỉ đời bị đau khổ, bị người ta lường gạt, bị con cái hỗn mắt trong chị, trong gia đình, danh tỷ bỏ nói xấu. Thì có lẽ là nếu người đó học Pháp thì họ biết cái họ không có làm điều gì sai xấu trong này mà họ bị những cái quả xấu gì, thì họ biết rằng đó là cái nhân xấu trong quá khứ đã làm nên bị quả bây giờ. Thì đó là như vậy, tức là con chó đen trong quá khứ nó mạnh quá, con chó trắng trong hiện tại, nếu họ biết thì họ sẽ chấp nhận đó, và họ tâm họ nhìn thẳng thì họ sẽ ăn vui hơn. Đó là vấn đề mà người mà hay than thở, chèn lét ơi, trời đất ơi, tôi cả đời làm việc thiện mà đâu có những việc ác
Thắng nó cứ tiếp diễn với tôi hoài vậy trời. Thì lại cái vậy. Còn vấn đề mà họ làm việc thiện thì chỉ yên tâm họ an vui là an vui trong cái cuộc sống, trong cuộc sống hàng ngày, họ không bị luật pháp chiếu cố đến họ. Họ chỉ làm thiện mà họ cho ra thôi, họ đâu có làm gì vậy. Họ cũng không cái tâm họ đắc thành việc thiện, họ giúp người kia, họ xả bỏ cái tài sản của họ với cái tâm thánh thiện, cái tâm hiểu biết hoan hỷ, thì họ phải an vui vui vẻ rồi. Còn những người mà lừa lọc người ta, lừa đầu này lừa đầu kia, dĩ nhiên đối với nhân quả thì nó vô hình không thấy được. Nhưng mà nếu họ lừa gạt người ta biết, người ta đi thưa kiện họ, thì dĩ nhiên phải lôi đầu họ ra tòa. Thì ra tòa họ có bằng chứng, bà hứa tôi, bà bán cái này cho tôi sẽ được lời đó, đồ này đồ cũng đồ tốt, vậy đem mua về thì coi lại là đồ dỗm, đồ nhái. Người ta lôi đầu ra, người ta bắt phạt trả tiền lại rồi bắt ở tù, tùy theo cái luật pháp của quốc gia đó. Đó là chuyện bình thường. Thì cái người mà xấu xa lừa họ cũng đâu có ăn vui, không biết chừng nào người ta chọc cái đầu mình nữa. Rồi họ cứ phải bán chỗ này xong họ đi chỗ khác để cho tắt đi, để người ta không biết họ ở đâu, để mà đi thưa ha, bắt. À, có nhiều người ta nóng và chạy tới nhà nữa, người ta chưa kịp chờ thưa, người ta tức quá, người ta đánh cho sao đó, gọi là má nhịn ra đó. Thì đại khái như vậy. Bởi vậy có nhiều trong xã hội mà dân đó, ở gần gần đó, người ta tức giận, người ta là tôi quýnh cho bồn đầu luôn, người ta quýnh xăm mình luôn, cũng như lại ăn cắp chó anh ta về bắt mình thịt ăn đó, người ta rình, người ta đập cho chết. Con nghe nói vậy đó. Thì vấn đề mà làm việc thiện được an vui, làm việc ác bị khổ, đó là vậy thôi. Đâu có chuyện gì nói nó đâu sao luôn. Mấy vị kia nói điều hay hết, điều đúng hết. Sư lôi con lên, nói nhiều, nói dài, con bị sư la hoài à. Bà tám, nhiều quá à. Nhưng mà cái đề tài này rất là rộng. Nhưng mà đại khái cũng cái nghĩa cũng bao gồm vậy thôi. Làm việc thiện, việc lành thì được quả an vui, làm việc ác thì bị quả báo. Quả báo không có an vui, đau khổ, không những đau cái đời này mà đau khổ nhiều đời trong vị lai nữa. Thì cái chuyện đó là hiển nhiên rồi, đâu có gì đâu. Thắc mắc gì đâu, nói nhiều đó thôi, đâu có nói nhiều được gì đâu. Quý vị muốn có hỏi cái gì, quý vị muốn nói thêm cái gì thì nói chứ. Nói hỏi cho con biết để con thèm, chứ con đâu biết nói gì đâu, cũng như đó thôi à. Cũng như là có nhiều người á, người ta nghĩ rằng, nhưng mà có vấn đề, có những khi á, người ta nghĩ việc thiện việc ác, việc thiện người ta làm, nhưng thật ra cái việc mà họ làm thiện á, thì nhiều khi nó là việc ác nữa. Tại vì ta không có hiểu thấu đáo vấn đề mà người ta đang làm. Cái này là một câu chuyện quẹo qua chuyện khác nữa ha. Có nhiều khi chẳng hạn như là họ nghe người ta kêu in kinh ấn tống, ai già mấy người kia nghe nói in kinh ấn nghe thì sẽ cái quả báo được người con người có trí tuệ. Nhưng mà họ không biết cái kinh mà họ bỏ tiền đó in đó, là không phải kinh của Phật pháp, kinh tầm bậy tầm bạ gì đó của bên Trung Quốc hay gì nó chế ra đó, mà cứ tưởng là in kinh đó thì được phước báo nhiều. Thì mình có nghe người ta nói, không biết, không nói, không coi được cái kinh đó là kinh gì, không hỏi cái kinh đó là kinh gì, kinh mắc dịch tư. Rồi cũng bỏ tiền ra, mà cái tưởng là hân hoan là mình được cúng dường in kinh mà được trí tuệ, mà đâu có biết đâu mình sẽ làm người lạc vô nhân, tức là cũng có giàu có, nhưng mà không có trí tuệ, tức là cùng điên điên vậy đó, càng ngơi ngơi ngáo ngáo vậy đó. Đó là vấn đề của những người mà người ta không biết rõ chính xác cái việc thiện họ đang làm. Thì con thêm dùng chút vậy thôi. Vậy thôi, con nói gì đủ rồi sư. Con thấy cũng còn mười mấy phút thôi đó, sư mời người khác lên đi. Con thật ra con không biết mời ai, nếu con mời thì con mời các sư thôi. Như sư Phước Thạnh nè, sư Phước Sang nè, sư Phước Giang. Lúc nào cũng sư Phước Thạnh, sư Phước Sang nào cũng vô đạo tràng hết. Sư cầm mic lên, sư nói cho tụi con biết những điều mà sư hiểu về cái câu của sư Chí Đức nói đi. Làm việc thiện, làm việc lành, được an, được vui. Làm việc ác thì bị khổ. Con mời sư được không sư?
lời hết. Con hồi sư vậy thì tắt anh đi. Con xin trả máy lời ạ. Trong khi mà con chia sẻ nếu có điều gì sai lầm, sai sót gì đó, con xin các sư, các cô tu nữ và quý vị trong đạo tràng chỉ bảo cho con biết. Cho con xin chúc quý vị luôn an vui và may mắn. Con xin trả mức lạc. Alo, 123, 123, sẽ im ru vậy? À, ai nói cô xích game là nhiều chuyện. Nói mới có mấy tiếng chấm dứt rồi, nhiều chuyện gì đâu. Alo, còn nghe không? À, sao, Huynh Giang Nhật Hà muốn thỉnh sư Đại Đức lên phải không? Cũng có lý. Cũng có lý. Ơi, à, cung tỉnh Đại Đức Đại Đức lâu quá. À, Đại Đức mới đến với đạo tràng. Đại Đức Đại Đức nghĩ sao về câu Phật ngôn 168? Xin được nghe ý kiến của Đại Đức Đại Đức. Hồi nãy thỉnh Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Pháp Trang muốn nhường. À, bây giờ Đại Đức Đại Đức có chiếc máy không? Câu Phật ngôn 168: hãy tự mình nỗ lực, đừng có phóng dật ha. Hãy sống theo chánh hạnh. Người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này và đời sau. Để Đức tôi Đức nghĩ sao về câu Phật ngôn này? Alo, còn có 14 phút nữa thôi. À, ai nói Sít Kim là người nhiều chuyện ha, bà Tám. Nhưng mà nói đâu có nhiều. Còn dư cả 15 phút nữa mà. À, rồi, bây giờ không có ai có ý kiến phải không? Vậy thì chúng ta tắt đèn đi ngủ. Chứ sao vậy? Không ai lên sinh hoạt thì mất ế rồi. Mất ế phải nghỉ sớm. À, quý vị có ý kiến gì không? Alo, mời cô tu nữ Phúc Hạnh nè, không lên nè, Chiếc Nhung Phạm không lên nè, Đại Đức Pháp Trang cũng không lên, bây giờ Đại Đức Tuệ Đức cũng không lên nữa. Thì bây giờ ý kiến của quý vị trong đạo tràng sao? Alo, quý vị có ý kiến gì không? Chúng ta còn khoảng thời gian nên sinh hoạt hay là nghỉ? Mít ế rồi. Ý kiến của quý vị sao? À, mít hôm nay ế. À, mời cô mấy ta rồi, trời thể thấy ô xin yêu cầu ha. Rồi, Sít Kim muốn mời Sít Mê Ta. Sít Mê Ta nghĩ sao về câu Phật ngôn này? Khi mà câu Phật ngôn trong số 9 á, thì duyên sự nó sáng tỏ. Còn bây giờ chưa có đọc duyên sự cho nên quý vị còn lúng túng phải không? À, muốn nói cũng không phải kỹ ha. À, rồi, bây giờ coi như Sít Kim có ý mời Sít Mê Ta. Sít Mê Ta có chiếc máy không? À, Sít Mê Ta cũng có lý. Bởi vì khi nãy Sít Mê Ta nói là cái nick của chúng tôi nó che cả màn hình. Cái lý do đó có phải chính xác hay không? À, Sít Mê Ta có thể cho biết tại sao cái nick của chúng tôi mà Sít Mê Ta không thấy những cái chữ ở trong đạo tràng. À, để chúng tôi khắc phục chứ. Bởi vì khi có một cái vấn đề gì xảy ra, chúng ta phải khắc phục cho nó thích nghi. Chứ còn bây giờ quý vị vô sinh hoạt mà nói cái nickname của chúng tôi cản trở lưu thông, quý vị không sinh hoạt được, đó cũng là một cái sự chướng ngại
mà chúng ta phải vượt qua. Rồi, mời Sít Mê Ta. Alo, Sít Mê Ta có trước máy không? Rồi, chắc đi ngủ rồi. Cô Đế nhập thiền rồi. Alo, còn ai thức không? Vị nào còn thức? À, đó là thiền trí thức. Còn mà quý vị mà để cái nick đây mà đi ngủ thì gọi là thiền trí, trí ngủ, chứ không phải thiền trí thức. À, Sít Nhung Phạm này mời không lên còn cười nữa. À, còn Sít Hành Kiểm nó bận quá, trời, đó là mang bán cà phê mà không bận sao được. Buổi sáng là kêu chạy mệt nghỉ, mình ngồi chỗ sao yên được. Chiếc Hành Kiếm còn Huynh Hành Pháp cũng chuẩn bị đi làm nữa rồi. Anh có công việc lu bu như vậy mà quý vị đến đạo tràng sinh hoạt là cả một vấn đề, đâu phải dễ. Cho nên chúng ta tiếp thu được cái gì, chúng ta học được cái gì, chúng ta nắm bắt được cái gì thì hãy nhanh tay nhanh chân để thời gian trôi qua chúng ta hối tiếc. Bởi vì đời sống của chúng ta chỉ tính bằng hơi thở, hít ra, hít vô thở ra là hết một ngày, mà thở ra không hít vô là hết một đời. Quý vị thấy, đừng có nói tôi còn trẻ, tôi cũng lâu. Ở ngoài nghĩa địa, quý vị không thấy có nhiều cái mộ mà tuổi còn rất trẻ. Nhưng đâu phải ngồi nghĩa trang, ngồi lò thiêu là toàn mấy ông già chết đâu, mấy bà già chết đâu. Trước sau cũng chết, mà không chết già, chết trẻ. Quý vị thấy, cái chết được tính bằng hơi thở. Thì cái đời sống nó mỏng manh vậy. Cho nên cố gắng tạo được phước ngày nào hay ngày đó, bởi vì punya niparado kasmin batitha hon te ba ni nan, phước là nơi nương nhờ của tất cả chúng ở trong đời này và đời sau. Phước rất là quan trọng. Sung sướng chứ bằng lầm lệnh, cho bao nhiêu của để dành bấy nhiêu, đến khi tuổi đã về chiều, hành trang sẵn có, tiêu diêu cánh nhạc. Còn 8 phút nữa, Sĩ Cần Kiếm nó mời Sĩ Quang Thành. Sĩ Quang Thành, alo, Sĩ Quang Thành có cầm mic không? Mời lên liên liên, trời ơi, xà thủ. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Là con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức và kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang. Và con kính đảnh lễ Sư Tuệ Đức và Sư Phước Giang và Sư Phước Thạnh. Và kính lễ Cô Tu Nữ Phúc Hạnh. Dạ. Do thấy Ngài gọi nhiều người quá không thấy ai trả lời. Và con cảm ơn Gia Nhật Hạ, cô Kim, Nhung Phạm, Tina và Hành Pháp đã cho con nghe tín hiệu rõ. Và thì con cũng ngày hôm thứ năm thì con chưa tiên sự của cái câu pháp cú này, nhưng mà con mới vào lúc sáng thì con cũng chỉ đọc và con theo ý hiểu câu pháp cú này. Chớ phóng dật, hãy sống theo chánh hạnh, người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau. Mình cố gắng theo ý con thì mình cố gắng hành cái việc làm thiện lành hàng ngày dù nhỏ họ và dù rất nhỏ họ, nên là mình cứ hành hàng ngày thì dần dần thì cái tâm phóng dật của mình nó sẽ được
không có bị, cái tâm của mình nó không bị sóng phóng dật nữa, và nó sẽ an lạc ngay trong hiện tại này và an lạc cả đời sau. Thì khi mình làm bất cứ một việc thiện nhỏ nào thì mình hướng nguyện đến sự giải thoát, và mình hiểu được Phật, hiểu được lời dạy của Đức là hàng ngày dù rằng mình có bệnh hay là mình không bệnh thì mình cứ nỗ lực, mình học tập, mình thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Còn hãy sống theo chánh hạnh là mình sống theo, mình không sống theo, mình sống có chánh kiến của mình chứ mình không theo cái sự tà kiến, mà bằng những việc làm và hành động bằng thân, bằng khẩu ý, thì là mình phải biết chánh hạnh, biết sống theo và biết giữ giới. Đầu tiên là mình biết giữ giới, rồi sau đó là mình sẽ học pháp và nghe pháp và hành pháp, thì mình sẽ có được cái tâm hưởng lạc. Còn người chánh hạnh hưởng lạc khi mà mình đã có cái tâm không bị phóng dật và không bị tự nhiên con quên câu nói. Không, khi mà mình có một cái tâm mà luôn luôn hướng vào bên trong thì mình sẽ có một không có nhìn ra bên ngoài. Nhưng mà mình nhìn ra bên ngoài thì mình chỉ có biết cảnh chứ mình không bắt cảnh, thì là cái người chánh hạnh này là sẽ được hưởng lạc cả đời này và đời sau. Thì con thì hàng ngày thì con cũng thực tập theo cái sự là mình giữ được thân khẩu ý, là mình không nói lời độc ác, không nói lời đâm thập và không nói lời chia rẽ. Còn thân mình không làm, không tham sân ác, không tà kiến. Nếu mình giữ được trong cái công việc mình làm, mình biết là mình làm. Nhưng cái quan trọng nhất là con vừa nghe Ngài nói là cái hơi thở của mình, là mình phải luôn luôn giữ trên cái đề mục đó, thì để cho mình được an lạc cả đời này và đời sau. Thì theo con thì con có một chút như thế. Con có mong quý sư và ngài chỉ, mong ngài và quý sư trong đạo tràng dạy, chỉ dạy con thêm. Và con xin xuống mấy đạo giảng. Sa thú Sĩ Quang Thành rất là hoan hỷ. Tùy theo trình độ của mỗi người hiểu biết về giáo pháp mà chúng ta trình bày, hay dở ở đây không quan trọng, mà hay dở ở đây chúng ta nói lên cái ý mà khả năng chính bản thân của mình đã trải nghiệm qua sự tu tập. Không phải nói hay là người đó giỏi, nói nhiều là người đó hay, mà chúng ta nói lên cái nội dung tu tập của chính mình. Đó là điều quan trọng. Sa thú Sĩ Quang Thành. Quý vị đừng có nghĩ rằng chúng ta học thầy này, học trường kia,
có bằng cấp là chúng ta chia sẻ về Phật pháp có chiều sâu. Mà cái chiều sâu ở đây có nghĩa là cái ba la mật của chúng ta đã tạo như thế nào, chúng ta nói như thế đó. Dở hay không quan trọng, mà chúng ta nói lên cái cốt lõi của cái câu Phật ngôn này. Quý vị đâu có biết là cái duyên sự của Phật ngôn này như thế nào, bởi vì qua câu Phật ngôn 169 mới lộ ra. Và chúng ta đi học cái phần đầu, còn cái phần sau chúng ta chưa có nắm vững. Thì bây giờ theo quan điểm của mỗi người, nêu lên trong cái câu Phật ngôn này thì cũng có những cái hay, chứ không phải là nói quý vị nói chặt, nói dở đâu nghe. Mà quý vị đã mổ xẻ theo nhiều khía cạnh để rồi chúng ta hiểu một cách nó có đại cương hơn, tổng quát hơn. Rồi hôm nay Sĩ Quang Thanh cũng đã kết thúc phần ý kiến thảo luận về câu Phật ngôn 168. Và câu Phật ngôn 168 nói lên cái ý nghĩa là tự mình sắp tấn nỗ lực chính mình, tự mình hướng thiện, đừng có dễ vui, đừng có quên mình, để rồi mình có được sự an lạc trong đời này và đời sau. Đó là cái điều quan trọng. Rồi buổi sinh hoạt của chúng ta xin được kết thúc nơi đây. Với phước lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng vào cuộc sống của chúng ta, có được sự an vui, tiến hóa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tham thiền, xin oai lực vô biên, chư toàn giác độc giác và thinh văn tín chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo năm truyền được an lành tịnh lạc. Ete là sách cho quá trình nát số thị vô hô tụ sắp ở đà.